Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của Thợ Hóa Lửa Phóng nhá. Và các bác nào đi qua kênh YouTube thì nhớ đăng ký kênh và nhớ nút chuông cho em. Còn các bác nào đi qua kênh TikTok thì nhớ follow kênh nhá, giúp em nhá. Vâng, ngày hôm nay thì em sưu tầm được vài cặp Benziger 20 màng sóng các bác nhá, dòng này màng rất là hiếm. Đấy, rất là hiếm. Rất khi về các bác nhá. Bát 20. Đấy, công suất của nó là 200W, mắc là 400W các bác nhá. Đấy, hàng công nghệ của Đức. Côn của nó côn 39 thôi nhá. Đấy. Rất chất, bắt rất lực luôn. Đấy. Và hôm nay về cả luôn chép Benziger luôn. Bác nào chưa nghe chất âm của nó thì hôm nay mở trực tiếp cho các bác nghe loa Benziger khi kết hợp với nhau thì nó như nào các bác nhá. Con này là kháng trở 6 ohm này. 20W. Đấy, 20W. Và hôm nay em sử dụng một cấu hình một bát một chép kèn thôi nhá. Và một bộ phân tần cảm âm cho các bác nghe. Và giá em sẽ báo ở sau cho các bác nghe thử chất âm đã nhá. Ok. Sẽ mở cho các bác nghe một cái dòng nhạc của Boreno đi cho nó dễ nghe các bác nhá. Và các bác xem cái cấu hình như thế này nó có đáp ứng được không các bác nhá. Ok. Kèn của nó tiếng rất là sáng các bác nhá. Côn 250 các bác nhá. Nó đáp ứng được đủ các giải các bác nhá, đáp ứng được đủ các giải cho các bác luôn. Và một đôi bát như thế này giá niêm yết bên cửa hàng em bán là 900.000 một đôi, em bao ship cho các bác luôn nhá. Hàng xịn các bác nhá. Hàng xịn, thương hiệu đến từ Đức các bác nhá, Oro Benziger các bác nhá. Đấy. Và giá niêm yết của dòng kèn này là cả họng và cả cái phễu kèn này là bên cửa hàng em đang bán giá niêm yết là 390.000 bao ship các bác nhá. Thì ngày hôm nay bác nào mua qua kênh TikTok các bác nhá. Mua qua kênh TikTok bên em có giá ưu đãi cực tốt cho các bác luôn. Hiện tại bây giờ nếu các bác mua qua kênh TikTok thì các bác vào kênh như sau. Các bác mua qua kênh TikTok đôi loa này em bán cho các bác giá chỉ có 800.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn. Ok cho anh em. Và cái kèn này đấy, kèn này là giá là 390.000 thì hiện tại mua qua kênh TikTok chỉ có 350.000 nhưng được tặng tụ các bác nhá. Và tất cả các sản phẩm được chép này mua kênh trên YouTube cũng được tặng tụ luôn. Được tặng tụ cả luôn các bác nhá. Đấy, giá rẻ hơn và được ưu đãi hơn rất nhiều. Các bác nhá, mua qua kênh TikTok bên em đang có chương trình đẩy mạnh cái chương trình bán hàng qua kênh TikTok ấy. Các bác đi qua kênh TikTok các bác tìm cho từ khóa như sau. Các bác nhá, bác vào kênh TikTok đăng ký tài khoản này. Sau các bác tìm từ khóa là Thợ Hóa Lửa Phóng các bác nhá. Thợ Hóa Lửa Phóng này. Đấy. Ok cho các bác. Đó, các bác vào Thợ Hóa Lửa Phóng và các bác nhìn thấy là Thợ Hóa Lửa Phóng đây. Đấy, sẽ bấm follow kênh nhá các bác nhá. Bấm follow kênh và các bác nhắn tin cho em, bấm follow và nhắn tin cho em số điện thoại và địa chỉ cho các cho em chúng em nhé các bác nhá. Đấy, giá hiện tại bây giờ với kênh TikTok là đô la này, đô la như thế này ạ, bán là 800.000 một đôi. Đấy, chép như này là 350.000 một đôi, tặng cả ống kèn và chép luôn các bác nhá. Đó, có những bác nào mua trên kênh trên YouTube thì gọi điện thoại trực tiếp cho bên em cũng có giá ưu đãi cho những bác nào mà không chơi kênh TikTok bán các bác mua qua YouTube vẫn có giá ưu đãi cho các bác các bác nhá. Vẫn có giá ưu đãi cho các bác luôn. Đó, các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em bên cơ sở 1 thôi nhá, bên cơ sở 1 và cần tư vấn gì thì các bác gọi bên cơ sở 2 thôi nhá. Bên kỹ thuật bên em sẽ tư vấn cho các bác về các đấu nắp và phối ghép như thế nào các bác nhá. Ok chưa các bác? Đó. Giá đô loa này chỉ có 800.000 một đôi, bao ship cho anh em luôn, mua qua kênh TikTok thôi nhá. Còn nếu bác nào mà mua kênh YouTube thì gọi điện thoại trực tiếp cho bên em có giá tốt cho các bác luôn. Ok chưa? Và đô la chép này 390.000 giờ chỉ còn có 350.000 được tăng tụ và họng kèn luôn đầy đủ các bác nhá. Dòng Benziger tiếng rất là sáng, rất là đẹp các bác nhá. Vâng, mọi chi tiết mua hàng thì các bác gọi điện thoại trực tiếp cho em hai số điện thoại trên màn hình các bác nhá. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm và theo dõi ạ.